Làm mấy kiểu ảnh kỷ niệm cái nào. Nào, cười cái nào. Em cười cái nào. Ơi sổi, đứa nào ở trong máy quay đây, có nhìn được không? Mắt hôm nay đã nhìn được chưa? Chỉnh gái chưa? Sổ. Con của mẹ Siro đấy. Con mẹ Siro sinh gái chưa? Chú. Chị, con mẹ Siro đang ngủ gọi dậy đấy. Ừ, thêm một đứa nữa nào. Thằng này nó cũng dậy rồi đây. Một trai một gái này. Mọi người nhìn nhá, từ bé là cái nét mặt của nó đã có sự khác nhau rồi nhá. Chứ không phải nó không có giống y nhau đâu. Nếu mọi người mà để ý kỹ, mọi người sẽ thấy là cái con chó đực là cái đầu của nó nhìn trông nó có vẻ là từ bé. Nhìn cái nét của nó này, nếu mà khi nhìn gần đã thấy là nó có một cái độ khỏe mạnh hơn, kiểu mạnh mẽ hơn. Tiêu chuẩn, đây là đực có cái tiêu chuẩn, đực là nét đực rõ ràng đấy, từ bé luôn. Cái cũng thế, nét nữ tính rõ ràng từ bé luôn. Ok, một đứa cho xuống với mẹ này. Rồi, để cho nó ti mẹ tí nào. Một mình bế, một mình em đực nhá. Nha. Ok. Thế nào đấy? Có nhìn thấy không? Mắt hôm nay thực ra là mở mắt rồi, nhưng mà mắt những ngày đầu nó không nhìn được xa. Chưa chắc là đã nhìn được nó đâu. Thêm một đứa nữa nhá. Này đang ngủ bị gọi dậy này. Đang ngủ bị gọi dậy này. Ok, cho ông tướng này xuống này. Đực này. Đực này. Ấy. Hôm nay đang ngủ bị gọi dậy nên người nó còn đang mềm oặt ẹo đây. Nào, làm kiểu ảnh nào. Làm sao để làm kiểu ảnh nào. Ok. Làm sao để cho tươi lên nhỉ. Tươi tỉnh nên mẹ liếm cái nào. Để cho con nó tỉnh ngủ đi cái nào. Rồi thôi mẹ đợi yên ngoài đấy để con chụp ảnh cái. Nào để con làm kiểu ảnh cái nào. Con người nó đang buồn ngủ, nó đang ngoặt ẻo lắm. Nha. Người đang ngọt áo hắt eo vì buồn ngủ. Thôi được rồi, cho em ngủ tiếp đi. Nhá. Ok. Thôi được rồi, để cho nó nằm đấy cho nó ngủ đi. Thôi Siro, Siro ra ngoài, quay con cái. Thằng này nó đang ngất ngủ đây. Yên, quay con này. Con vẫn đang ngủ trên tay luôn này. Chụp ảnh con tí nào. Yên nào. Hấp. Chỉ rồ hấp. Chặt chè. Chặt chè nặng. Không. Ừ, ra ngoài đi. Lượn lờ vào đây nhé. Đấy.
Chù, quá đẹp trời. Nhìn kia. Đẹp trai quá. Ok, xuống nhá. Nhá. Cho em xuống nhá. Nhá. Cho nó có bạn, cho nó đỡ ý kiến. Trời ơi, yên à. Ngủ luôn trên tay luôn hả? Ta đã đặt xuống dưới ngủ đi. Quay video của nó kỷ niệm để lấy mấy cái ảnh chứ không có thời gian chụp ảnh. Đấy là để tí là sẽ qua ra một loạt ảnh để đăng Facebook với Zalo, các đoạn video đăng TikTok, vì một video đăng YouTube. Chúng nó dậy mất rồi. Đấy, cho nó dậy mất là đang gặm, đang nghịch đấy. Nghịch đấy. Đang nghịch, đang gặm chân đấy. Trời, ui giời, nó nghịch, ui giời. Nghịch, nó gặm chân tôi. Đây, 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 ngồi đây. Ngồi. Trời, ui giời. Đây, đây, ngồi đây. Trời. Chị ta để cho con nó chơi tí nào. Cho con nó chơi ở đây tí nào. Chỗ này để cho con nó chơi tí. Chào này. Lên đây nào. Nào. Ngoan lắm. Ngoan lắm. Lên đây. Có đứa nào lên đây không? Không, Siro ở bên ngoài. Yên, để cho con nó chơi tí nào. Đấy, để cho nó trèo lên cho nó chơi cho nó biết. Ừ, đúng rồi. Ổn đít cho lên. Nào, ổn đít cho lên nào. Ui giời, trèo lên đây chơi. Rồi, trên này cao và mát quá. Đấy, ổn đít cho trèo lên đây chơi. Đấy. Trên này cao và mát quá nhỉ. Cao quá. Ở bên dưới vẫn còn đang gặp chân. Lại bỏ xuống rồi hả? Bỏ xuống gì? Hầm. Đây, em lên đây. Mấy đứa nằm chỗ. Nào, Siro ở bên ngoài thôi, tí nữa rồi vào. Để cho chơi với con một tí. Trời, không, ở ngoài, ở ngoài, ở ngoài. Ngoài thôi. Nó bỏ đâu. Nó nằm yên như thế này nó ngủ luôn. À, nằm yên như thế ngủ luôn. Úi sợ, úi sợ. Đây, bỏ ra đằng trước. Bỏ xuống nào. Nào, bỏ xuống nào. Đây, Siro đây này. Siro. Siro, đây con nó ở đằng này mà. Siro ơi. Con nó đằng này. Nào, Siro hâm à? Hả? Siro ơi, ngồi lên xem nào. Ra chơi với con đi. Đây, nhìn cánh mẹ con như nó. Mà Siro ơi. Đây. Đây chính là cái mà mẹ muốn.
Mọi người thấy gì không? Mọi người thấy gì không? Mẹ ấy mới ngồi lên đùi chủ, không cho con ngồi. Chứ mẹ sẵn sàng chăm con, nhưng mà muốn cái chỗ ngồi ở trên đùi chủ là chỗ của mẹ, chứ không phải cho con ngồi. Cho con xuống. Đấy. Đây. Đó là như thế này. Chăm con là mới thích. Đùi này không phải là đứa nào cũng ngồi được. Đùi không phải đứa nào cũng ngồi được. Đấy. Rồi, chỗ này là của siro. Đùi này là của siro. Đây, 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 lên đây với mẹ. Ok. Thế mẹ cho con nó ngồi cùng nhá. Siro cho con nó ngồi cùng với. Rồi rồi, ngồi chung. Thôi rồi, để anh đi ra ngoài để nhường lại cái chỗ nằm cho Siro đi. Nhường lại cái chỗ nằm cho Siro để Siro nằm với con nhá. Ok nhá. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, yêu Siro rồi. Yêu Siro lắm đấy. Cho con nó ngồi nhờ thêm này. Yêu Siro nhất nhá. Yêu con, yêu các con này chẳng qua là bởi vì nó là con của Siro thôi, cho nên mới yêu nhá. Còn Siro thì phải là nhất rồi nhá. Này con nó bỏ ra với mẹ. Thôi rồi, anh tắt đi để anh nhường lại chỗ cho mẹ con nằm với nhau. Mọi người thấy có vui không? Chơi với chúng nó cả ngày rồi, chẳng qua là không có thời gian nữa.